Có nghĩa là hồi đó vậy, anh mới biết là em 62 kg là 25 kg. Em lên xuống đi chơi á. Em ăn rất ít. Bây giờ đưa một mâm này ăn rồi sau chương trình này tôi mập lên tôi đủ thừa đó nha. Cách nào chỉ anh xuống 20 kg nha. Anh bằng của em á. Em 62 đúng không? Anh bằng luôn á. Anh 82. Nhanh quá, nhanh kịp thôi. Để tôi từ từ đi một tiếng hồi tôi hút hết 10 chén cho mọi người coi. Gian quá. Nhả đi nhả trơn tôi hút. Giận lắm. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Lấy cái muỗng bự đi. Cái muỗng bự nó giúp múc cho dễ. Chị Tâm ơi, một lát sẽ cho nước mắm đổ đầy áo đi. Tinh bột ha. Ăn xong rồi bọc. Lẽ mình xúc động xong rồi mình để sẵn sàng mình ăn mỗi mình ăn cái món ăn những mini game cái chương trình kìa. Thật ra là tôi ăn rất là ít. Thiệt. Có nghĩa là hồi đó vậy, anh biết là em 62 kg là 25 kg. Em lên xuống đi chơi á. Em ăn rất ít. Bây giờ đưa một mâm này ăn rồi sau chương trình này tôi mập lên tôi đủ thừa đó nha. Cách nào chỉ anh xuống 20 kg nha. Anh bằng của em á. Em 62 đúng không? Anh bằng luôn á. Anh 82. Cách nào cho anh xuống bằng em không? Thì hôm nay có tự tin mình sẽ chiến thắng anh còn nữa. Không, thật ra bánh bèo thì Ngọc Sức là giỏi ăn bánh bèo. Bánh bèo rất giỏi ăn bánh bèo. Chứ bánh bèo phải là cái món tái gì đâu. Cảm chưa nha Tâm ơi. Đúng rồi. Trang ơi xong chưa? Ôi cái miệng kìa. Không, ngon mà. Chẳng qua là bắt ngay, nhanh quá, nhanh kịp thôi. Để tôi từ từ đi một tiếng hồi tôi hút hết 10 chén cho mọi người coi. Gian quá à. Nhả, đi nhả hết trơn, tôi hút hết. Giận lắm. Hết rồi. Dưới cầm, dưới cầm. Rồi. Rồi luôn, rồi luôn, hết luôn, sang rồi. Còn đẹp không? Cái này giúp được các bé chuẩn như cái vô đúng không chị ha? Vui chứ, vui lắm. Sao như là chị xem đó hả? Buổi sáng có ăn một tiếng rồi xui rồi. Đúng chị. Chương trình dài quá. Sáng vô ập vô cái là đè là bắt ăn một tô hủ tiếu đầy. Giờ cho anh bánh bèo nữa. Rồi hết lần này lần khác. Nãy anh Linh nói với tôi là chơi đi. Cái người nào thắng là sẽ có được ưu tiên cho cái đội còn lại. Là tôi anh hút ăn quá trời ăn luôn. Ăn tới công chuyện luôn. Cũng còn ra dù tôi có làm cho muốn là mấy bé có được ưu tiên. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.